Yêu quái này cả đời không cắt tóc, kết quả tóc ông ta dài cả nghìn mét. Để giữ cho tóc của mình phát triển tốt, nó liên tục đi ăn tóc của người khác. Đây là mái tóc đẹp nhất ta từng thấy, tin chuẩn. Ngon quá đi à. Ai ngờ cô gái này lại là một thợ cắt tóc, trực tiếp biến yêu quái thành đầu hói. Hãy đưa tôi đến thành phố quỷ. Hóa ra cô gái chỉ muốn lên phố đi dạo, nhưng cô ấy không dạo phố bình thường, mà là phố quỷ trong truyền thuyết. Điều khiến người ta giận tóc gáy là, ở thành phố này bán toàn đầu người. Đây không phải đầu người sao? Nhưng kẻ bán thịt người lại là một con lợn. Chư đại ca à, tha cho cổ đi, tôi sẽ lau giày cho anh. Hóa ra ở đây loài người bị xem là gia súc. Lợn sẽ nuôi nhốt họ tới khi 18 tuổi, sau đó mang đến lò mổ rồi xẻ thịt, cuối cùng bán ra thị trường. Hoàn toàn đối lập với thế giới loài người. Tiểu Mỹ vốn là con người, nhưng giả dạng thành hồ ly tinh. Nhưng chiếc đuôi đột nhiên rơi ra. Sao trông nó lại như thế này? Bắt người này lại cho ta. Thấy bản thân sắp bị lộ, Tiểu Mỹ vội triển khai ma pháp hộ thể. Ai ngờ ma pháp của con người hoàn toàn vô hiệu ở đây. Đây là trò tung hứng à? Thịt cô ta chắc phải ngọt ngào lắm đây. Hấp dẫn hấp dẫn. Rất nhanh Tiểu Mỹ đã bị yêu quái bao vây, chuẩn bị đem cô vào lò mổ. May mà một con ếch nhiệt tình đã giúp đỡ cô. Người là ai? Đi thôi. Con ếch đưa cô đến một nơi hoang vắng. Phương Viện. Để giúp Tiểu Mỹ ngụy trang, Phương Viện đưa cho cô ấy một lọ tinh dầu. Đó là thứ gì vậy? Nó sẽ giúp cô lấn át mùi cơ thể. Hóa ra lý do Tiểu Mỹ có thể vào quỷ giới chính là 3 ngày trước nhân gian đã đại loạn. Hôm đó Đường tướng quân đang thượng triều thì đột nhiên bị một con nhện cắn. Đường tướng quân ngã xuống tại chỗ, sau đó một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Đường tướng quân bị sao vậy? Chỉ thấy lưng của Đường tướng quân phình ra, sau đó cơ thể không ngừng run rẩy, rồi chân nhện bắt đầu mọc ra. Cô ấy đã biến thành một con nhện tinh. Đường tướng quân, bảo vệ thành chủ, nhanh đến hộ giá. Toàn bộ hoàng cung rơi vào hỗn loạn. Sau khi biến thành nhện tinh, Đường tướng quân bắt đầu đồ sát. Động tác của cô vô cùng ngoạn mục, như thể Peter Parker bên chỗ Marvel vậy. Nhưng điều đáng sợ là những tên lính bị nhện tinh đánh gục, sau đó đều biến thành quỷ hút máu người. Ngoài nhiệm vụ khiến thiên hạ đại loạn, nhện tinh còn có sứ mệnh hút máu thành chủ, bởi vì máu của ông ta có thể giúp con người bất tử. Nhưng lúc cô ta chuẩn bị hút máu thành chủ thì Phương Viện đã kịp thời xuất hiện. Rất nhanh anh đã khống chế nhện tinh. Đúng lúc này Tiểu Mỹ cầm roi xông ra, đánh cho con nhện bay tít lên trời. Để tiêu diệt hoàn toàn nhện tinh, Phương Viện đã cầm thanh kiếm sấm sét bay lên kết liễu nó. Kết quả nhện tinh bị tiêu diệt tại chỗ. Sau đó thành chủ lập tức được thái y cứu chữa. Bây giờ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng nếu 2 ngày nữa không tìm được thuốc giải thì độc tính phát tác. Tới lúc đó thành chủ sẽ biến thành zombie hút máu. Muốn cứu thành chủ, bắt buộc phải tới thành phố quỷ để tìm một dị nhân. Ông ta là con lai giữa người và quỷ. Vậy là cái thứ gì? Nhân yêu. Dị nhân đó lên là Trương Liên Hoa. Bởi vì là một nhân yêu nên hắn mới có thể tồn tại ở đây. Ai vậy? Liên Hoa sư huynh à, đã lâu không gặp. Phương Viện nói rằng thành chủ gặp nạn, nhưng Trương Liên Hoa đang mải tìm người dọn dẹp đồ đạc, hoàn toàn không để tâm chút nào. Phương Viện đành lấy móng chân nhện ra. Sao nó lại to như vậy? Trương Liên Hoa rất hứng thú với loại móng này. Dựa theo độc tính của nó, thuốc giải lập tức được điều chế. Cho thành chủ uống cái này, nọc độc sẽ được giải. Nhưng khi Phương Viện và Tiểu Mỹ chuẩn bị rời đi thì đã bị tên mặt lợn dẫn đàn em đến bao vây. Chỉ dựa vào mấy con tiểu yêu này mà muốn cản đường bọn ta ư? Phương Viện lập tức rút kiếm sấm sét ra, lôi đình chi nộ. Nhưng anh quên mất ở đây là thành phố quỷ, pháp lực của loài người không hiệu quả đâu. Hết cách, Phương Viện đành liều mạng với chúng. Nhưng Trương Liên Hoa lập tức ngăn cản. Các anh để tôi lo. Yên tâm đi. Có ổn không? Trật tự quan sát đi. Chỉ thấy anh ta đếm số lượng mấy con tiểu yêu, sau đó nhấc con bù nhìn sau lưng lên. Hoa Thiên Cốt à, xử chúng đi. Thấy vậy, đám tiểu yêu cứ tưởng ông ta đang giở trò. Màu mè quá vậy sư huynh. Hoàn toàn không biết tai họa sắp ập tới. Chỉ thấy khi Trương Liên Hoa hành động, bù nhìn lập tức bắt chước theo. Sau khi ông ta vẫy tay một phát, bù nhìn lập tức phóng đi với tốc độ bàn thờ. Đám tiểu yêu cố gắng hạ gục bù nhìn, ai ngờ đối phương lại vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong mấy phút đã hạ gục tất cả đám tiểu yêu. Nhờ vậy mà Phương Viện và Tiểu Mỹ mới có thể trốn thoát. Nhưng toàn bộ kinh thành đã bị zombie xâm chiếm. Có phải chúng ta đã đến muộn rồi không? Liệu thành chủ đã bị bắt hay chưa? Không thể nào, nơi cha tôi trốn chỉ có mình tôi biết thôi. Nếu muốn cứu thành chủ, họ buộc phải vượt qua hàng rào của các zombie. May mà Tiểu Mỹ đã nghĩ ra cách. Chỉ thấy cô ấy nhảy nhót uốn éo, dùng ngón tay thu hút zombie. Đám zombie háo sắc thấy gái liền tranh nhau lao tới, nhưng Tiểu Mỹ chỉ phục vụ đại ca của bọn chúng. Anh đấy, qua đây. Kết quả dây tiếp theo, bằng phương pháp này Tiểu Mỹ đã clear hoàn toàn đội hình zombie. Nhưng vấn đề là họ không biết thành chủ giờ đang ở đâu. Trong lúc cả đám đang lo lắng thì Tiểu Mỹ bất ngờ cho ông ấy hiện ra. Hóa ra cô đã dùng ma pháp để giấu ông đi. Giờ là lúc để cho thành chủ uống thuốc giải. Ngay sau đó họ đã đưa ông tới ngôi miếu ở ngoại ô. Thấy trong miếu chỉ còn lại Tiểu Mỹ, thuộc hạ thân tín của thành chủ bỗng nở một nụ cười. Lúc Phương Viện và Trương Liên Hoa tới ngôi miếu thì chỉ thấy Tiểu Mỹ nằm ngủ dưới đất, còn Long Phó Tướng và thành chủ thì đã biến mất. Lúc 3 người tìm thấy Long Phó Tướng thì hắn đã biến thành một con người khác. Bàng Thiên Hổ, rốt cuộc người là ai? Hóa ra chính Long Phó Tướng là boss cuối của phim. Ta chính là người thừa kế của dị môn. Sở dĩ hắn ẩn nấp trong lãnh cung nhiều năm chính là vì muốn chiếm cơ thể thành chủ, sau đó trở thành trường sinh bất lão. Sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Lấy được huyết thánh, Long Phó Tướng lập tức trở về hang ổ dị môn, rồi cho nhện tinh hấp thụ nó. Chỉ thấy cô ta phóng ra móng vuốt khổng lồ,
Sau khi máu thánh nhỏ xuống con mắt trên tảng đá, tiếp toàn bộ hang núi bắt đầu rung chuyển. Tạ thế rồi, nhện tinh đã được hồi sinh. Rất nhanh nhện tinh đã phá phong ấn chui ra. Tên của nó là nhện nhãn cầu. Tổng cộng có tới 9 con mắt. Chỉ cần con mắt ở giữa nhìn trúng người nào thì người đó sẽ phải bỏ mạng.